Chào các bạn, hôm nay Hoàng Long CMS đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để tiễn các bạn lao động chuẩn bị sang làm việc tại Đài Loan. Hôm nay tôi rất may mắn khi được gặp gỡ và chia tay cùng với gia đình của một bạn lao động. Chào em có thể giới thiệu đôi chút về mình được không? Em tên là Hiệp, chị em 94 quê Bắc Linh ạ. Bạn có thể cho biết lý do vì sao mà bạn lại tiếp tục quay lại Đài Loan để làm việc không? Thì em cảm thấy là môi trường bên đấy là ổn, mức lương nó cũng tương đối ổn định. Mình có thể bỏ ra được một số tiền nhỏ nhỏ để về nhà. Ở nhà làm hơn 1 triệu một tháng thì nó không bỏ ra được bao nhiêu ấy. Nên là em quyết định em đi lên thêm lần 2. Bác có cảm nghĩ gì khi mà tiếp tục chia tay em lần 2 sang Đài Loan làm việc không ạ? Bác thì nghĩ là thôi thì vì kinh tế của gia đình thì thôi em nó cũng sang đấy một lần nữa để cho nó kinh tế nó khá lên một chút. Chia tay em lên đây là cũng rất là xúc động vì đang sum họp cả nhà gia đình giờ đi xa, gia đình cũng rất là nhớ nhung. Bác có nhắn nhủ gì với anh khi mà trước khi anh sang Đài Loan làm việc không ạ? Thì bác cũng muốn là con sang làm việc bên đấy thì là chịu khó làm và giữ gìn sức khỏe. Chỉ còn 1-2 tiếng nữa là em sẽ xuất cảnh sang Đài Loan để làm việc. Chị chúc em sang đó công việc thuận lợi và gặt hái nhiều thành công hơn lần 1.